Hello, em kênh thương hiệu Lục Ngạn TV chào tới tất cả anh chị và con cô bác nhé. Dạ vâng, hôm nay em lại tiếp tục đi quay video cùng nhau báo giá vải hàng ngày cho tất cả các bác anh chị để biết giá và cái mẫu mã quả vải nhà mình nó chín tầm nào sẽ để bán được và cái mẫu mã như nào sẽ bán được giá bao nhiêu các bác nhé. Rồi mời các bác vào trong phòng anh em đang cần. Ok đi. Bye. Bình tĩnh. Sáng em nhỉ? Đây là hồ này khá nặng đấy. Nặng vừa nhỉ? 100 mấy. Bán bao nhiêu anh ơi? 4. 2 mấy đấy? 2.500. 2.500 à? 25.000 một cân. 25 nhá các bạn nhá. Hàng đỉnh chất lượng này. Đấy. Đẹp luôn. Nhìn hơn tí đấy. Làm đi. Đây là. Hàng 25 u hồng các bạn nhá. Khá sạch luôn. Chưa được ăn uống thì đã bắt. Bà chủ chuối chuẩn bị Vinmark ạ. À. À. Chào bà chủ nhá. Chào nào. Dạ vâng, hiện tại em sẽ xem cái thời điểm quay video và ngày tháng cho các bác xem để các bác nắm được là video của ngày bao nhiêu nhé. Dạ vâng, hiện tại bây giờ đang là 7 giờ 18 phút thứ 6 ngày 27 tháng 5 năm 2022 của dương lịch các bác nhé. Còn âm lịch thì hôm nay cũng là thứ 6 ngày 27 tháng 4 năm 2022 của âm lịch các bạn. Rồi, em mời các bác vào trong phòng chỗ các bác nhặt quả xem như nào nhé. Hôm nay cần để đi lắm. Là để mấy túm rồi. Hôm nay địa điểm của anh Quân với cân được ít lắm các bạn, cái chỗ này các quả đỏ được tấn thôi. Bà chủ á, bà chủ xinh quá. Thế chả thế, người bán này muốn bán đắt và muốn mua rẻ phải không? Quả khá to này, quả các bạn. Đi làm đi được mấy tỷ rồi? Được tỷ thôi anh nhỉ. Trong cũng chưa chín đào mấy nhỉ. Ở đây thì thường cái vải u thì thường các bác sẽ vẻ bán cái tầm lên mã kiểu này là các bác đã bán rồi này. Đấy các bác cứ nhìn cái mẫu mã tầm này thì các bác có thể bẻ bán được nhá. Và thường thì hôm nay em đi từ dọc từ trên biển xuống xã Giáp Sơn, ủy ban xã Giáp Sơn này đến điểm cân của anh Quân này thì và hôm nay cũng có vào thêm 3 điểm cân nữa và tí nữa em sẽ đi kiểm tra xem là những cái điểm cân khác nó giá có cần có cao hơn của điểm của anh Quân này ở cổng Giáp Sơn này không nhá các bác nhé. Con nó xem cả nước biết háo hức phải không? Vụ vải nó đang nhộn nhịp này, ngạn nó thế nhỉ? Ngày hội của ngày hội trái cây đấy. Quả khá to vậy. Cho mượn vé giá cái này. Đây. Cho mượn cái vé giá đấy. Bán được nhiều chưa? Em bán được tấn. Tấn được à? Rồi các bác ạ, cái mẫu sản phẩm quả vải u hồng này là cái mẫu như này là giá 23k này, điểm của anh Quân này. Các bác nhá. Lên nhá. Giá 23.
Khá nặng hơn nhỉ, chắc phải hơn 2 tạ thôi cô. 14 tấn. Giá vải là 25 nghìn đến 27. Vải đẹp. Cứ có vải đẹp đến đó bán nhá. Vải đẹp, cứ có vải mang lên đây. Anh Sơn ở xóm Quý Thượng. Đến nhà Quân Mai ạ. Sơn. Đấy, phải dụng đấy. Mỗi ngày một xe. Mỗi ngày một công. Siêu ngọt. Được vải siêu ngọt luôn trên này. Siêu ngọt. Vấn đề là như thế, bài gặp luôn. Đây là anh Luận bên Tân Giáp, chuyên đi... chuyên ngôn đi đánh kích ở Đập Đá Đá Mài, về Đá Mài. Tôi biết quay rồi. Bên đây là hàng của cắt mặt các bác nhá. Hàng này có 25 này. Cao nhất là 25 giao gì? Đây các bạn. Nhất là 25 đến 27 này. Hàng này chắc 27 phải không? 25 hết rồi. Đẹp hơn là 27 các bạn. Hàng cắt mặt các bạn. Khá đẹp của U Hồng nhá các bạn nhé. U Hồng lục ngạn nhá. Khá đẹp luôn này. Nhãn quả đẹp nhá. Hàng 27 đây, đỉnh có chất lượng này. Đây còn cái bên này là quả từ 20 cho đến 23 các bạn. Từ 20 cho đến 23 là cái bên bên đống bên này nhá các bạn nhé. Thì một số xanh như này thì các bác lưu ý này, trong cái thời điểm này thì em khuyên các bác như này nhá. Vì đầu mùa này nó còn ít vải thì các bác có thể là bẻ đi cái xanh như này, các bác bẻ đi vẫn có thể bán được các bác nhá. Nhưng mà em khuyên các bác là sang đầu tháng. Sang đầu tháng các bác lưu ý nhé, những quả nào xanh như này là các bác đừng bẻ nhá, người ta sẽ không mua đâu. Lúc đó nó rộ vải U Hồng lên. Đây là em làm video chân tình, là em cũng là người chăm vải, người bán vải, là em chân tình em chia sẻ như vậy này các bác. Thấp nhất thì nó phải chín về tầm này nhé. Đây, thấp nhất nó chín về tầm này các bác bẻ bán nhé. Đấy, còn là nếu mà xanh như này là các bác đừng bẻ nhá, giờ là người ta không mua đâu. Bây giờ gọi hiện tại đầu vụ thì bây giờ có ít hàng người ta vẫn cân. Nhưng mà khi sang tháng này nó rộ lên ý, thì các bác đừng có bẻ vào cái màu này nhé. Là các bác chết giá ngay. Chắc không bán được đâu. Bán được thì nó cũng rẻ các bác nhé. Đấy em chân tình em chia sẻ cho tất cả các bác bà con cô bác biết được để nắm được cái mẫu mã quả vải nó chín như nào là các bác bán như vậy. Vải nhà trồng ở sân ý à? Không đầu lực ngạn nhé em ơi. Đường nhựa chắc nhiều lắm đấy. Vài bán bao nhiêu vậy? Bán cái này bao nhiêu? Vài xem giá bán. Em 25 à? Đây, ui dồi đẹp nhá, sạch nhá. Rồi các bác ơi, 25k nhá. 1kg vải U Hồng lục ngạn này. Đó, xong cái màu này. Rồi 25k nhá các bác nhá. 25k. Đấy, cứ mẫu này là 25k nhá. Quả khá to đẹp rồi. Hết đây rồi, hết đây. Rồi rồi, ok. Cái này là cũng là hơi trắng nhưng mà nó hơi trắng nhưng mà nó sáng. Sáng mà. Rồi, cảm ơn chị nhé. Dạ. Người đẹp vải cũng đẹp nhá các bác ạ. Rồi. 25k thì cứ sàn là hàng cắt mặt là 27 các bạn, còn hàng chung từ 25, 20, 23, 22 tùy theo từ mẫu mã từng nhà chăm sóc vải các bạn nhé. Rồi cũng như là các em cũng xem trên sổ sách điểm cân chỗ nhà Quân Mai, chỗ cổng Giáp Sơn này thì cũng là cao thấp nhất là 18 các bạn và cao nhất là 27 các bạn nhé.
thì cái hàng 27 là hàng cắt mặt ở cái đống nhỏ nhỏ bên kia. Còn cái hàng tầm 25 và tầm 20 cho đến 23 thì nhiều các bác nhá. Đây, báo giá cụ thể luôn cho các bác nắm được cái thời điểm của ngày 27 tháng 5 năm 2022 của dương lịch hôm nay. Năm nay thì là cái giá vải đầu mùa cũng từ dao động từ 27 thì trong 3 ngày qua em và hôm nay là 3 ngày đi quay video thì hôm nay có hơi nhích giá hơn một chút so với hôm qua là 2 giá các bác nhé. Mấy túm chắc được 4 cân đấy nhỉ chị? 3 cân rưỡi 3 cân rưỡi 4 cân đấy. Hàng 200k này các bác. Rồi mời các bác xem bác cái bán giá bao nhiêu là trả giá bao nhiêu cái thổ này nha các bác nhé. Đây là sạch quá rồi đấy. Làm cân được nhỉ? Cái này nó sang mã. Cái này nó sáng. Hai năm ca các bạn. Hai năm ca nha các bác nhá. Thò lại nhá. Nhất định luôn. Cái hàng sáng mã này được nhá các bác, lưu ý là cái vòng cuối này các bác phải phun sâu cuống nhá, vì chỗ nhà anh Quân Mai này là không bóc ra mà thấy hai quả sâu cuống trên sọt là không mua nhá các bác ạ. Vì không có sâu cuống nên nó hay bị sập màu các bạn. Đây sập màu. Đây các bạn này, nhìn quả nó không sâu cuống, nhìn nó bóc nó rất trong và rất chi là đẹp các bạn nhé, nó tươi mã rồi. Đấy. Đây đó. Và đây mời các bác xem tiếp cái thỏ vải được nhé. Quả nào như quả này đẹp nhé. Quả nào như quả này thì khá đỉnh luôn các bạn. Bán được nhiều chưa? Bắt đầu. Này bắt đầu ạ. Hàng đầu bây giờ mót nó chỉ được thế thôi. Nó chưa đẹp hả? Thế đã. Này làm đi. Bác em gạt nhé. Hai bốn à? Đây là giá 24 này của bác trai này. Rồi cảm ơn bác nhá. Bác ở xã nào ấy? Hồng Giang. À Hồng Giang à? Bác ở xã không? Bác trai ở xã Hồng Giang. Cái này là 24k các bạn ạ. Nói chung là cái này cũng không được đẹp mấy nhưng mà được cái quả to các bạn. Má này không đẹp mấy nhưng được cái quả to. 24k các bạn chưa? Rất dễ bán. Người bán cũng rất niềm nở các bạn. Người dân không vui mà người bán cũng niềm nở. Cái thò này quả 24 các bạn, 24 này. Nào? Thò này bao nhiêu anh? Em mượn bé cái này. Hai mấy? À 25 à. Được đấy, dài. 25k các bạn. Sàn sàn hôm nay 25 tầm này là vải 25k các bạn. Cân rất nhiều này. Tầm này cũng đẹp phết các bạn. Đây các bạn ạ. Rồi, cảm ơn bác nha. Ở xã nào á? Em ở Lim. À cả Lim này gì? Cát Sơn Lim này. Đi vào xóm chỗ món bác Tư đấy à? Đi Cái Mè. À đi Cái Mè. Bán được nhiều chưa anh? Hôm nay được 2 sọt. Được chục tấn không? Không được à? Hôm nay mới sọt thứ 2 nhá. Thứ 2 năm là 2 năm, 25 là 2 là 5 nhỉ? Thò 2 tạ là 5 triệu các bạn. 10 thò là 25 triệu nhá. Rồi, dạ vâng, cái thời gian quay video cũng như báo giá cho tất cả các bác và cũng như là để muốn em muốn gửi gắm tất cả những cái thông tin về bán hàng và cách bán hàng trên kênh em thì em cũng chia sẻ luôn để cho các bác nhà nông làm vườn cũng như đi bán vải là biết cái cách bán vải nữa nhá các bác nhé.
chứ không phải làm ra quả vải rồi, nhưng mà các bác cũng phải học theo cái cách biết bán vải nữa mới là cái quan trọng các bạn. Đấy, có khi làm được đẹp nhưng mà các bác không vào đúng chỗ thì các bác cũng không, người ta không mua được cái giá nó cao được hết cỡ được. Thế cho nên là các bác phải lưu ý. Thế cho nên là cái mẫu mã sản phẩm nó rất quan trọng cho các bác. Khi em làm video là kênh em làm rất thực tế cho các bác, từ báo giá và đến kỹ thuật làm vườn và thuốc về phun cho vải em cũng làm rất thực tế, vì em cũng không thể có thời gian mà đi làm kênh nhùng nhằng hay đi quay lung tung hoặc là gì đó các bạn. Thế nên mong các bác xem video của em thực sự thấy hay và hữu ích thì các bác hãy cho em xin like, đăng ký, chia sẻ cho kênh Thương Hiệu Lục Ngạn TV nhé, để em có động lực hàng ngày đi quay báo giá cho các bác hàng ngày, để cho các bác biết được giá, cập nhật thông tin vải u hồng Lục Ngạn năm 2022 các bác nhé. Rồi các bác nào cần lên màu, lên mã hay tạo mã đẹp hay trị bệnh cho vải thời điểm cho lên mã này, các bác hãy liên hệ trên số màn hình trên video em nhé. Rồi xin chúc tất cả các bác anh chị luôn luôn mạnh khỏe nhé, và đi bán vải sẽ bán được cái giá cao các bác nhé. Rồi em xin thân ái chào tạm biệt tất cả anh chị và con cô bác nhé.